Em chào các bác. Hôm nay em về một cái chậu vị hoàng lá sần, nhìn rất là khổng lồ các bác. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy to, dã man luôn. Và lá hơn 4 cm. Cái này mà là láng thì mỗi thân phải hơn 3 triệu, 4 triệu một thân các bác. Đấy, vị hoàng sần nhưng mà đẹp lắm các bác. Cái này được chia làm hai cặp các bác. Đấy. Cặp đầu tiên của nó là một mẹ và một cái con này cũng gần như là trưởng thành rồi. Đấy. Còn cặp thứ hai là hai thân và một mầm. Đấy. Cặp đầu tiên em xin phép bán với giá là 1,4 triệu. Đấy, còn cặp thứ hai thì em xin phép bán với giá là 1,8 triệu. Cặp thứ hai thì là có hai thân tơ và một con. Đấy, đây là một chậu vị hoàng to nhất mà em từng được sở hữu. Chỉ có điều là lá nó sần thôi các bác. Nếu lá nó láng thì khủng khiếp lắm. Đấy là vị hoàng sần. Nhà em đặc biệt thích những cái cây mà có thân thủ nó to đẹp. Trong này là vàng cánh chim, vàng cánh chim chỉ có 300 một thân thôi. Ở cái chậu to này các bác. Còn đây là trắng cánh bầu Thái Nguyên, cái này em bán là 2 triệu một thân. 2 triệu một củ. Trắng cánh bầu Thái Nguyên là một dòng lô hội to đứng thứ nhì. Thứ nhất là vàng, thứ nhất là trắng Điện Biên, thứ hai là cây này các bác, là trắng cánh bầu Thái Nguyên. Đấy, còn vị hoàng sần bình thường đây, nó không thể to bằng cây đấy. Đấy, hai cái thân đây các bác nhìn thấy nó vĩ đại không? Nhìn nó to lắm. Còn kiếm trắng tuyết ngọc thì em vẫn bán 500 một thân các bác nhé. Trắng tuyết ngọc số lượng em thì có nhiều lắm. Rất nhiều luôn, có 500 một thân thôi. Đấy, còn vị hoàng láng này đấy, 2 triệu rưỡi một củ đây. Củ này 2 triệu rưỡi nhưng mà đẻ được 2 con. Một thân đẻ một mầm bên là trái và một mầm đang nhú bên phải rồi. Đấy là cây vị hoàng. Còn đây là một cây vị hoàng mẹ con này thì em bán là 2 triệu rưỡi luôn. Còn đây là một loại cây này là cây lưỡi hồng tắp cài. Em thanh lý 100 một khóm này. Đấy, lưỡi hồng tắp cài. Còn những khóm to như này em thanh lý là 200. Đấy, lưỡi hồng tắp cài này. Các bác chỉ cần làm một hướng mẹ con này là sang năm là đẻ ra được rất nhiều. Giống này đẻ khỏe lắm các bác. Em chưa thấy giống nào đẻ khỏe như giống này. Còn tiếp tục phan trí gieo hạt em vẫn thanh lý các bác nhé. Đấy, những cái cây mà nó bị lỗi lá mới gãy lá em vẫn thanh lý. Đấy, lỗi lá mới xấu lá là em vẫn thanh lý là chỉ có 40.000 một cây thôi. Các bác nhận hàng của em đều thấy rất là đẹp và nó không ảnh hưởng gì đến thế hệ con cả. Đấy, còn bên xanh Huế này thì em vẫn bán là 40.000. Đấy, xanh Huế gieo hạt vẫn chỉ 40.000. Đây này, vị hoàng sần hôm qua vừa lấy một cái chậu to quá khủng khiếp luôn. Đấy. Còn vị hoàng láng thì một chậu hai thân như này là 3 triệu các bác nhé. Đấy. Một mẹ một con nhưng con nó to lắm rồi. Hai thân như này là 3 triệu. Đấy là vị hoàng làm giống. À, chí sần. Chí sần thì em đang có hai thân này. 4 triệu một thân. Đấy. 4 triệu một thân chí sần. Ở đây là cây này là vị hoàng sần. Còn đây là cây vàng Tây Linh. Vàng Tây Linh này là 2 triệu. Còn cái cây này là cây thủy trơn cánh bầu gieo hạt hay còn gọi là vị hoàng gieo hạt đấy. Em bán là 30.000 một chậu. Đấy, em còn khoảng 36, còn khoảng 20 chậu thôi các bác. Đấy, cây này thì vị hoàng gieo hạt này, thì cây này là cây đẹp. Đẹp nhưng mà chỉ có 30.000 thôi. Chứ là em trồng, em treo lên trồng bây giờ em thanh lý còn 30.000 thôi. Còn vàng thái thì 300 một chậu. Đây. Đây vàng thái đấy các bác này. Đây các bác nhìn nhá, để ý em thanh lý nhưng mà đây các bác nhìn nhá, cái hàng này nó đầu tiên là đời mẹ nó xấu này, nhưng đến đời con nó này các bác nhìn này. Mê ly luôn. Đấy, đời con nó không một lỗi lầm gì, cũng như các cái cây gieo hạt mà các bác mua của em ấy. Đời đầu có thể cây nó xấu nhưng mà đến đời thứ hai là mọi thứ là sẽ rất là ok rồi. Đấy, mọi thứ đến đời thứ hai là cây nó sẽ đẹp luôn. Còn Tây Linh lá sần thì vẫn 700 một thân thôi. Xích ngọc trắng. Xích ngọc trắng 200 một khóm. Đấy, xích ngọc trắng chỉ có 200 một khóm thôi nhá. Đây các bác này, đấy xích ngọc trắng em. Có cả những chậu đang hoa luôn, chỉ có 200 một chậu thôi. Còn kiếm lô hội này thì em bán 10.000 một cân. Đấy, lô hội này 10.000 một cân thôi. Rất rẻ, chỉ có 10.000 một cân kiếm lô hội. Đấy, còn đây là vị hoàng, cây này là vị hoàng nhưng mà cái cây này nó bị ấy rồi, bị con bọ nó chích. Đây vị hoàng sần, có những chậu em làm một chậu to đùng như này cho nó tiết kiệm chậu, đỡ phải. Đấy còn còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì vẫn cứ 300 một thân. Hôm nay em đang làm cái, em đang làm một cái chuồng cọp. Đây các bạn. Em làm một cái chuồng cọp. Đây Mạc Xuân em thanh lý đây. Chỉ có 50.000 một cân. Đấy. 50.000 cân Mạc Xuân thanh lý thôi các bạn. Đấy các bác lấy thì báo em nhé. Em đang thanh lý Mạc Xuân. Đấy, còn bên ngoài này.
Bên ngoài này là, bên ngoài này cũng có rất là nhiều chậu vị hoàng. Bên ngoài này đây, cây vị hoàng này là cây này 5 triệu này. Cây này 2 thân, một thân này nó bị gãy rồi. 5 triệu. Còn phan chí sần thì đây có một thân nhỏ nhất này là 3 triệu rưỡi này con này. Đấy, phan chí lá sần có một thân nhỏ làm giống là 3 triệu rưỡi. Còn tây linh, vàng tây linh 1 triệu 2 một thân. Đấy. Bên này là huế lá láng này. Chậu này có 10 triệu đúng không ạ? Hôm nay lấy về nó bé bé này, bây giờ bắt đầu nhú. Xích ngọc trắng thì vẫn 200, còn địa lan trần mộng. Địa lan trần mộng em vẫn bán 100 một cân và bao ship các bác nhé. Riêng địa lan trần mộng là 100 một cân bao ship. Đấy. Đây là những cái thân vị hoàng sần em tách ra này, thân to đùng luôn. Chỉ có 700 một thân thôi. Đây, một thân này nhìn là rất là vĩ đại luôn. Đấy, vị hoàng sần. Đấy, hôm nay em có mấy mặt hàng đấy. Em xem còn mặt hàng gì nữa. Ở trong nhà em thì vẫn đây. Những cái chậu vị hoàng lá láng này chỉ có 3 triệu một chậu này. Đấy, gần như là 2 thân. Đấy, 3 triệu một chậu, gần như là 2 thân luôn. Bên này là, bên này hôm nay em về là vỏ thông nhập khẩu Ochita rồi. Đấy, vỏ thông Ochita này, lưới Nhật. Lưới Nhật em về rồi, tấm lành em bán là 180, còn tấm vá, 1-2 miếng vá em bán là 130. Các bác sử dụng miếng vá thì nó rất là rẻ tiền. Đấy, còn đây là lưới đài xanh 60.000m. Đấy, còn trong này là móc e-lock này, các thứ. Vỏ thông nhập khẩu em vừa lấy về mấy bao. Đấy, còn bên này là tam thất. Tam thất em bán là 800 một cân. Còn táo mèo khô em bán là 80.000 một cân. Quả mắc mật khô là 200 một cân. Còn lấm hồng chi này là em bán là 250, à 300 một cân, hàng Thái. Còn hàng nguyên lấm này em bán là 250 một cân. Đấy, còn bên này là các loại như là nano bạc này, Ancona này. Đấy, B1 Thái này. Mới cả Biorot này, đây các bác này, hãy dùng Biorot này, 700 một lọ này. Vỏ thông thì em vẫn bán 12.000 một cân. Vỏ thông đây, vỏ thông số 3 thì nó to nhất này, có thể trồng được cả đai châu này. Vỏ thông số 2 này thì có thể lót để trồng cả phi điệp này. Còn vỏ thông số 1 thì là giải mặt này. Vỏ số 1 giải mặt này thì 10.000 thôi. Phân dê cũng 10.000, rêu rừng là 30.000. Đấy, rồi em tặng các bác. À đây còn có Kiki Pro của Mỹ đấy, 400 một lọ này. Đấy, Kiki của Mỹ 400 một lọ. Đấy, Kiki xanh là 45, Kiki đỏ là 50. Ghép đồng tưới lan với Super Thai các thứ. Rồi em tặng các bác.